Manchester United cập bến Old Trafford. Mbappe nhận lời đề nghị khổng lồ gấp 3 lần so với Real Madrid. MU muốn Mourinho thay thế cho Ten Hag. Đội lai cập bến Old Trafford, đội chủ sân Old Trafford có thể chiêu mộ Manchester United trong tương lai gần. Manchester United từng là một trong những trung vệ triển vọng bậc nhất thế giới khi cùng câu lạc bộ Ajax và tới bán kết của Champions League 2018-2019. Sau đó anh gia nhập Juventus vào mùa hè năm 2019 với giá 67 triệu bảng và được trao hợp đồng đến năm 2024. Tin Anh kết thúc sớm thời gian chơi bóng ở Italia sau những gì được cho là một cuộc họp nảy lửa với ban lãnh đạo đội bóng. Theo đó, hậu vệ người Hà Lan nói rõ muốn rời Juventus sau khi cuộc đàm phán về hợp đồng đổ vỡ trong hè năm 2022. Sau cùng, Der chuyển tới Bayern Munich với một thương vụ bom tấn. Sau quãng thời gian ở Đức được coi là không thành công với trung vệ người Hà Lan, do liên tục phải dự bị cho cặp đôi Kim Minze và Dayot Upamecano, Matt Ligt muốn ra đi một lần nữa. Trong khi đó, tại Manchester United, huấn luyện viên Ten Hag tiếp tục củng cố nỗ lực hàng thủ. Có thể thấy hàng phòng ngự của Quỷ đỏ chưa thực sự an toàn có thể thấy Manchester United đã liên hệ tới nhiều cầu thủ khác nhau trong suốt 2 năm qua. Chính vì thế với việc The Leeds dùng dịch ra đi, có thể thấy Manchester United nhanh chóng chuyển chú ý sang việc ký hợp đồng với cầu thủ 24 tuổi. Lợi thế rõ ràng mà Manchester United nắm giữ là Ten Hag. Hậu vệ này xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Ten Hag tại Johan Cruyff Arena khi ra sân 117 trận dưới thời của huấn luyện viên năm 3 tuổi. Mark Taylor thậm chí từng nói một cách đầy những mộ về thầy cũ trong một cuộc phỏng vấn không lâu sau khi Ten Hag ra mắt Manchester United. Ten Hag có thể giúp The Leeds lấy lại được phong độ tốt nhất ở Ajax. Anh thường xuyên được bố trí ở trung tâm hàng phòng ngự trong sơ đồ 4231 hoặc 433, phát triển mạnh theo triết lý dựa trên kiểm soát bóng của Ten Hag. Tuy nhiên, từ quan điểm của hậu vệ này, Manchester United hiện có là bên đỗ hấp dẫn. Cả Ten Hag sang một bên và tập trung vào đội hình hiện tại. Công bằng mà nói, thời điểm này không có nhiều lý do để dành tình cảm cho Manchester United. Chưa hàng thủ, Manchester United vẫn thiếu đi một tiền vệ đủ sức cầm trịch tuyến giữa. Manchester United ra sức chiêu mộ Frank de Jong nhưng không thành. Đội chủ sân Old Trafford vẫn phải trông cậy vào Casemiro, nhưng tiền vệ người Brazil đã có tuổi trong khi đó Kobe menu vẫn còn trẻ. Christian Eriksen thì khó căng sức trong thời gian dài, riêng Mason Mount chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Do đó đội hình của Manchester United chưa hoàn thiện, nên chắc chắn The Leeds sẽ gặp nhiều trở ngại. Chưa kể The Leeds muốn thi đấu đỉnh cao ở Champions League, dù vậy quỷ đỏ đang có phong độ khá phập phù. Với tình trạng này, họ có nguy cơ không được dự Champions League mùa giải tới. Mbappe nhận lời đề nghị khổng lồ gấp 3 lần so với Real Madrid. Kylian Mbappe nhận được lời đề nghị ký hợp đồng mới từ câu lạc bộ Paris Saint-Germain có giá trị gấp 3 lần so với Real Madrid. Kylian Mbappe chỉ còn chưa đầy 6 tháng trong hợp đồng với Paris Saint-Germain. Bây giờ gã khổng lồ bóng đá Pháp đã đề nghị Kylian Mbappe ký một bản hợp đồng mới với giá trị kinh khủng để ở lại câu lạc bộ. Tờ Mirror của anh đưa tin, PSG được cho là đã đề nghị Kylian Mbappe một bản hợp đồng mới hấp dẫn trị giá 100 triệu euro, 86,15 triệu bảng Anh, mỗi mùa trong nỗ lực giữ anh ở lại sân công viên các hoàng tử. Cầu thủ 25 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải và Paris Saint-Germain không từ bỏ hy vọng giữ chân anh. MVP đã ghi 26 bàn sau 25 lần ra sân cho PSG mùa này, nhưng được cho là sẽ ra đi theo dạng tự do vào mùa hè. Real Madrid là ứng cử viên sáng giá nhất để có được chữ ký của Kylian Mbappe. Có thông tin cho rằng Real Madrid muốn Mbappe ký thỏa thuận trước khi kết thúc chuyển nhượng tháng riêng để tránh cảnh đêm dài lắm mộng. Real Madrid từng bỏ lỡ cơ hội có được Mbappe vào năm 2022. Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez quyết tâm không muốn lặp lại lịch sử. Tuy nhiên PSG đã cố gắng thuyết phục ngôi sao của họ ký hợp đồng gia hạn và đã đề nghị cho MB một bản hợp đồng khổng lồ trị giá 86,15 triệu bảng mỗi mùa. Con số này cao gấp 3 lần so với đề xuất 30 triệu euro, 26,84 triệu bảng Anh của Real Madrid, gần gấp đôi so với mức cao nhất trong cơ cấu lương của đội chủ sân Bernabeu, tờ Diario AS của Tây Ban Nha đưa tin. Tuy nhiên Real Madrid sẵn sàng đưa ra mức thưởng lớn hơn trong hợp đồng với MB khi các khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha không muốn tạo ra quá nhiều khoảng cách giữa MLB và phần còn lại của đội về mặt tiền lương. Tony Kroos hiện đang là người kiếm được nhiều tiền nhất ở Real Madrid, trong khi đó, David Alaba, Luka Modric, Jude Bellingham và Vinicius nằm trong top 5. Về phần Mbappe, anh hiện được phép nói chuyện với câu lạc bộ khác mà không cần chờ đến sự đồng ý của Paris Saint-Germain. Sau sự ra đi của Neymar và Lionel Messi vào mùa hè năm ngoái, Mbappe là một phần không thể thiếu trong đội bóng của Luis Enrique mùa này và chủ tịch của Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi quyết tâm chống lại sự cạnh tranh từ những đội bóng như Real Madrid hay Liverpool. Chủ tịch Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi nói: Hãy nhìn xem, tôi không cố gắng che giấu bất cứ điều gì. Tôi muốn Kylian Mbappe ở lại PSG. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và câu lạc bộ tốt nhất cho cậu ấy là PSG. Mbappe là trung tâm trong dự án của chúng tôi. Chủ tịch Nasser Al Khelaifi nói thêm: Chúng tôi đã làm được rất nhiều thứ. Chúng tôi đã mắc sai lầm và điều này là bình thường. Bây giờ chúng tôi có một đội trẻ với các cầu thủ Pháp và chúng tôi không vội vàng. Chúng tôi có kế hoạch lâu dài. Chúng tôi đã tập hợp một đội vững chắc về mặt kỹ thuật và hệ thống thi đấu của chúng tôi đã được thay đổi và thật vui khi được xem đội này. Chúng tôi chơi như một đội, chúng tôi phòng thủ như một đội và thật tuyệt vời. Khi được hỏi về tương lai của mình sau chiến thắng của PSG trước Toulouse vào ngày 3 tháng 1, khi nên nói: "Không, tôi có rất động lực trong năm nay. Điều đó rất quan trọng. Chúng tôi có những danh hiệu để giành và chúng tôi đã giành được một danh hiệu siêu cúp Pháp. Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định của mình. Tôi chưa đưa ra sự lựa chọn. Với thỏa thuận tôi đã có với chủ tịch PSG vào mùa hè, quyết định của tôi không quan trọng vì chúng tôi đã cố gắng bảo vệ tất cả các bên, giữ được sự yên bình cho câu lạc bộ cho những thách thức sắp tới. Đó là điều quan trọng nhất. Vì vậy, chúng tôi sẽ nói rằng đó là tương lai của Mbappe, chỉ là thiếu yếu." MU muốn Mourinho thay thế cho Ten Hag. Jose Mourinho bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ cổ động viên MU sau khi bị AS Roma sa thải. Tối ngày 16 tháng 1 giờ Hà Nội, MU đăng tải hình ảnh sân vận động Old Trafford trên trang mạng xã hội kèm dòng trạng thái: Một ngày tuyết rơi. Bên dưới bài đăng, nhiều cổ động viên quỷ đỏ tràn vào để loạt bình luận liên quan tới Jose Mourinho. Mang Mourinho trở lại, ký hợp đồng với Mourinho đi. Làm ơn thay cho Ten Hag bằng Mourinho. Chỉ có người đặc biệt mới cứu được đội bóng ở mùa giải này. Mourinho đang rơi tự do là phản ứng của người hâm mộ. Chiều 16 tháng 1, Aroma thông báo Mourinho không còn là huấn luyện viên trưởng đội bóng. Quyết định chia tay Mourinho được Aroma đưa ra ngay sau thất bại 1-3 trước câu lạc bộ AC Milan. Lúc này đội chủ sân Olympico tụt xuống thứ 9 với 29 điểm, kém nhóm dự Champions League 5 điểm. Trong khi đó, Ten Hag dần đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ. Mùa này kỳ đỏ đã bị loại khỏi Champions League với vị trí bát bảng, dừng bước sớm ở League Cup và đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League. Trở lại với người đặc biệt trong hơn 2 năm dẫn dắt MU, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha giúp đội bóng này giành được một cúp liên đoàn Anh và một danh hiệu Europa League. Ngoài ra vị trí thứ hai tại Premier League mùa giải 2017-2018 cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng này. Thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson, mối quan hệ cơm chẳng lành canh chảy ngọt với ngôi sao Bon ba tốn không ít giấy mực của báo giới. Để rồi sau cùng, Mourinho mới là người bị đội chủ sân Old Trafford sa thải vào tháng 12 năm 2018.